Và bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với thí sinh tiếp theo. Tôi có 28 năm làm trong ngành điện lực ở Nha Trang, Khánh Hòa. Và có rất là nhiều người nghĩ là những người làm ở trong ngành điện lực này rất là khô khan tình cảm. Nhưng đối với tôi á, thì tôi rất là say mê văn nghệ và rất là đam mê ca hát. Vợ tôi cũng thích nghe tôi hát. Cũng vì tình yêu âm nhạc và tình yêu của gia đình nên tôi thấy rất là yêu đời. Dù mái tóc không còn lại xanh, mong quý vị hãy ủng hộ và bầu chọn tôi với mã số 02. Oh.
Kính thưa quý vị, một giai ca khúc, một giai điệu vô cùng trữ tình, ca khúc Thuyền và Biển qua phần thể hiện của thí sinh Dương Hữu Hùng. Và bây giờ xin kính mời tiến sĩ Văn Thị Minh Hương có đôi lời nhận xét cho thí sinh ạ. Kính chào chú Dương Hữu Hùng. Đọc sơ bài dòng của chú thì cháu biết năm nay chú 71 tuổi, là thí sinh lớn nhất trong 9 thí sinh vượt qua 2.615 thí sinh để được đứng trên sân khấu ngày hôm nay. Cháu cũng biết chú là rất hay hát, làm việc cũng hát, tắm cũng hát. Và đặc biệt cháu nghĩ cái điều này không ai làm được, đó là ngủ cũng hát. Về bài hát thì cháu có những nhận xét sau đây. Vì chú là người đam mê ca hát và tiêu chí cuộc thi là thỏa chí đam mê, căng tràn sức sống. Khi chọn cái bài hát này thì chú đã đạt được tiêu chí này. Cháu ủng hộ chú. Ngoài ra thì chú, đây là một bài hát khó. Nghe nhiều người hát nhưng thật ra nó không dễ, đặc biệt là những chỗ lên. Nếu chú không phải là người biết yêu, từng yêu và nhớ da diết, từng nhớ da diết thì rất không thể hát được như vậy. Có lẽ nhớ nhiều một số âm vực trầm hơi bị mờ, chỉ tiếc như vậy. Chúc mừng chú. Xin cảm ơn tiến sĩ Văn Thị Minh Hương. Bác Phan Huỳnh Điểu muốn phát biểu thêm. Tôi xin lưu ý với hội đồng giám khảo. Tôi nghe giới thiệu hát bài này tôi lo lắm. Là vì thừa nam giới mà hát bài này thì khi cách xa em, anh gì còn bảo tố. Tôi không tin bảo tố đàn ông đâu. Mà từ xưa giờ tôi chỉ sợ bảo tố đàn bà thôi. Mà thí sinh thì hát đúng y lời thơ của Xuân Quỳnh. Cho nên tôi thấy lưu ý ban giám khảo nên có một cái phần thưởng cho giọng hát. Dạ xin được chúc mừng thí sinh Dương Hữu Hùng một lần nữa. Và nếu yêu thích thí sinh Dương Hữu Hùng, quý vị có thể soạn tin nhắn với mã số là 02 gửi về cho tổng đài 8534.